Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mọt Kim. We Happy Few là tựa game kinh dị được ra mắt vào năm 2018. Trên thực tế, cái tên We Happy Few đã gây sốt trong cộng đồng người hâm mộ từ nhiều năm về trước. Trải qua rất nhiều lần delay, trò chơi này mới được tới tay game thủ. Có thể nói We Happy Few là sản phẩm pha trộn giữa BioShock và Don't Starve. Sự đáng sợ của We Happy Few là người chơi phải sinh tồn trong một thế giới mà người dân bị ép uống loại thuốc có tên Joy để có thể được hạnh phúc. Ban đầu, thế giới trong game tràn ngập sự vui tươi, hạnh phúc. Nhưng khi thuốc hết tác dụng, bạn sẽ giật mình nhận ra sự thật kinh tởm, khủng khiếp ẩn phía sau cái thế giới đầy màu hồng đó. Là game survival horror độc quyền dành cho PS2 ra mắt vào năm 2006, Rue Bros bị cấm phát hành ở một số nước châu Âu, đặc biệt là ở Anh, mặc dù game lấy bối cảnh ở Anh vào thập niên 30 của thế kỷ 20. Rue Bros nói về hành trình tìm lối thoát của Jennifer, một cô gái 19 tuổi bị bắt cóc vào nhà tế bần Rose Garden. Game có cốt truyện khá sâu vì nó đang xen giữa các mảng ký ức của Jennifer, trong đó có những ký ức bị bắt nạt, hãm hại bạn bè, v.v. Chính vì game là sự đan xen giữa ký ức nên game khá khó hiểu và mơ hồ, buộc người chơi phải tìm tòi đào sâu vào các sự kiện và đọc hết các dữ liệu để mở ra được các bí mật ẩn sâu của trò chơi. Người chơi sẽ phải điều khiển nhân vật Jennifer đi lòng vòng tìm kiếm ký ức. Khó ở chỗ trong trại tế bần Rose Garden có đầy rẫy lũ quái vật gọi là Imp. Đôi lúc, người chơi phải chiến đấu chống lại đám quái vật với lượng vũ khí hết sức thô sơ, ví dụ như cái nĩa ăn. Đó là chưa kể lực đánh của Jennifer khá yếu vì là con gái, nên hầu như thời gian chơi chủ yếu chạy là chính. Hơn thế nữa là game đặt trong một bầu không khí khá là u ám và tất nhiên là các yếu tố dọa nạt được khai thác triệt để. Theo một thấy thì đây là game không dành cho người yếu tim và có vấn đề về tâm lý. Là một cô bé 10 tuổi hiếu kỳ, giàu trí tưởng tượng, có một gia đình hạnh phúc bao gồm cha, mẹ và dì Grace. Cuộc sống của Fran cứ trôi đi một cách bình yên. Cho đến một đêm, một con quỷ xuất hiện bên cửa sổ và Fran tìm thấy cha mẹ mình bị xé thành từng mảnh, bỏ chạy cùng Mr. Midnight, con mèo yêu quý của mình. Fran ngất xỉu ở khu rừng gần đó và được đưa vào nhà thương điên của bác sĩ Oswald. Tỉnh lại, cô bé quyết định trốn thoát khỏi nhà thương điên và đi tìm Mr. Midnight, gia đình duy nhất còn lại của mình. Điểm độc đáo của nội dung, không may cũng chính là thứ những người chơi game phiêu lưu đều ghét. Kết thúc mở. Giả thuyết thế giới song song vẫn chưa được chứng minh rõ ràng. Đến nay vẫn không có gì chắc chắn rằng những thế giới Fran bước vào bằng thuốc là thật hay chỉ là tưởng tượng. Và vì thế, Remorse có thể hoàn toàn là tượng trưng cho những ý nghĩ sâu xa, sợ hãi và lo lắng của bản thân Fran. Game không cho một lời giải thích dứt khoát mà để lại một cảm giác hoang mang cho người chơi. Cuối cùng, Fran Bao là một cô bé bình thường với một khả năng khác thường hay đang mắc một chứng tâm thần nghiêm trọng. Kết thúc của game là kết thúc thật hay chỉ là tưởng tượng của cô bé? Dù mang vẻ bề ngoài đáng sợ và chứa đựng nhiều câu hỏi, câu chuyện của Fran Bao vẫn mang một thông điệp ý nghĩa đầy hy vọng về gia đình, cuộc sống và niềm tin để vực dậy sau mất mát mà mọi game thủ đều có thể hiểu. Tựa game kinh dị thứ hai của studio Bluebird Team thật sự rất phù hợp với những ai là fan của thể loại khoa học viễn tưởng cyberpunk. Lấy bối cảnh trong một thế giới tương lai là giả tưởng, game thủ sẽ vào vai một thanh tra cảnh sát có khả năng hack não người khác theo đúng nghĩa đen thông qua một thiết bị đặc biệt để từ đó tìm kiếm các thông tin phục vụ cho việc phá án. Tuy gặp phải một số vấn đề về đồ họa khi được port lên Switch, thế nhưng nhìn chung Observer vẫn là một tựa game đáng chơi trên hệ máy này. Inside mở ra bầu không khí tương tự như Limbo. Một cậu nhóc tỉnh lại thấy mình thất lạc trong bóng tối của khu rừng u ám. Chúng ta trong vai trò người chơi sẽ phải dẫn lối cho cậu khỏi những bí ẩn lẫn hiểm nguy không ngờ đang chờ đợi phía trước. Tuy nhiên, thay vì ngơ ngác trong nơi tối như hũ nút ấy giống Limbo, nhân vật chính của Inside sẽ chạy lung tung sục sạo các bụi cây trước khi người chơi kịp điều khiển cậu, đồng thời đưa ra nhiều manh mối về câu chuyện mà chúng ta sẽ dần dần được tiết lộ. Chỉ sau vài phút đầu tiên, chúng ta sẽ dần định hình được mấu chốt của những gì sẽ xảy ra trong câu chuyện cũng như những mối hiểm nguy lớn nhất đối với cậu bé, nhân vật. Ánh đèn pha của những chiếc xe tải xa lạ sẽ xé toạc lớp sương mù,
Từng đoàn người xuất hiện và bị nhốt vào củi lồng bởi những kẻ đeo mặt nạ. Trông họ như thể sắp bị chuyển đến nơi nào đó không rõ tung tích. Đến lúc này, chúng ta sẽ thấy được trong Inside, yếu tố nội dung được xây dựng khá chặt chẽ và lớp lang hơn nhiều so với người tiền nhiệm Limbo. Người chơi sẽ nhìn thấy được những mâu thuẫn và phần nào đó dự đoán được đích đến cuối cùng của game. Thế giới của Inside là một nơi nguy hiểm. Cậu bé của chúng ta buộc phải trốn chạy khỏi sự truy đuổi của tầng lớp áp bức, vô tình phát hiện ra mưu đồ của họ. Và có lẽ phải một mình giải cứu những nạn nhân đáng thương của họ, thậm chí có thể dấn thân vào sâu hơn những sự vụ đen tối bí ẩn của nền công nghiệp mờ ám kia. Lấy tưởng từ các sinh vật huyền bí trong các tiểu thuyết Lovecraft, The Sinking City đã xây dựng được một cốt truyện rất có chiều sâu, cộng thêm không khí có phần kinh dị trải dài suốt cả game. Cốt truyện của The Sinking City diễn ra vào khoảng đầu thế kỷ 20, với nhân vật chính là Charles Reed, một cựu thợ lặn hải quân đã xuất ngũ và đang theo nghiệp thám tử tư. Từ khi còn phục vụ trong quân đội, Charles đã liên tục bị mắc hội chứng tự kỷ ám thị, bị các cơn đau đầu và những hình ảnh kỳ dị bám chặt lấy tâm trí. Điều này khiến cho cuộc sống của Charles bị đảo lộn khi anh ta luôn bị dằn vặt bởi một thứ gì đó không rõ ràng đi kèm các cơn đau đầu khủng khiếp. Không có một loại thuốc nào có thể chữa khỏi cho Charles khi chính bản thân anh cũng chẳng rõ mình đang mắc bệnh gì. Nghe theo những lời đồn thổi về một cộng đồng kín trên thành phố biển Ormond có thể giúp được mình, Charles đã lặn lội đi thuyền tới đây để rồi nhận ra Ormond cũng đang phải hứng chịu một căn dịch bệnh bí ẩn và bị cô lập sau những trận bão khủng khiếp. Ảnh hưởng của chúng khiến các cư dân Ormond trở nên điên loạn và có dấu hiệu tôn sùng một thế lực bí ẩn nào đó. Trong bước đường cùng, Charles đã quyết định ở lại Ormond để tìm hiểu đến cùng nguồn gốc căn dịch bệnh này, cũng như tự giải lời nguyền của bản thân. Game rất biết tạo sự tò mò cho người chơi, cũng như các nút thắt đúng chỗ, thứ quan trọng nhất của thể loại phiêu lưu giải đố. Nhìn chung, mặc dù khá kén người chơi, nhưng The Sinking City thực sự là một game rất hay, nhất là cho các fan của Lovecraft. Trong Zero Time Dilemma, những nhân vật chính sẽ bị nhốt trong một đường hầm bí mật bởi một kẻ lạ mặt. Nhiệm vụ của người chơi là sẽ giải các câu đố để giải cứu các nhân vật. Với mỗi sai lầm bạn đưa ra, cái giá phải đánh đổi là tính mạng của từng thành viên. Sự tàn nhẫn của trò chơi này là sẽ có tình huống bắt người chơi phải hy sinh thành viên trong nhóm để tạo ra cơ hội sống sót cho những người còn lại. Hy sinh để trốn thoát hay tất cả đều phải chết? Câu hỏi này cùng sự tra khảo của kẻ sát nhân sẽ ám ảnh game thủ suốt thời gian trải nghiệm. Trên thực tế, Prey sẽ có rất nhiều yếu tố thuộc thể loại game bắn súng hơn là game kinh dị. Nhưng yếu tố kinh dị có trong trò chơi vẫn khiến game thủ đôi lúc phải giật mình thon thót. Prey lấy bối cảnh tương lai khi Tổng thống Kennedy thoát chết trong vụ ám sát lịch sử và ông đã đặt nền móng cho xung đột giữa Nga và Mỹ. Nước Mỹ đã chiếm dụng được một vệ tinh do cả hai quốc gia hợp tác phát triển và nghiên cứu ra các dạng sống ngoài hành tinh. Một trong số đó là Typhoon, với mục đích ban đầu là tăng cường các giác quan cho con người. Nhưng nó đã vượt quá tầm kiểm soát và đang xâm chiếm toàn bộ vệ tinh. Nhiệm vụ của người chơi là phải ngăn chặn việc chúng xâm nhập vào trái đất gây nguy hại cho loài người. Nghẹt thở, bí ẩn và độc nhất vô nhị, đó là ba từ ngắn gọn mô tả chính xác nhất về Prey. Tuy nhiên, chưa thể đạt tới tầm của những siêu phẩm như Fallout 4 hay Dishonored. Nhưng Prey lại sở hữu một lối chơi đan xen kết hợp độc đáo, đi cùng cốt truyện mang đậm tính nhân văn về sự cô đơn của con người. Prey giống như một cuộc hành trình tìm lại bản ngã của Morgan Yu, một khoa học gia không có ký ức, sống trong sự lừa dối của chính người thân trong một trạm không gian lạc lõng giữa vũ trụ bao la. Cô đơn, sự phản bội và nghi ngờ tất cả mọi thứ, đó là tâm trạng của Morgan Yu cũng như của chính người chơi khi trải nghiệm Prey. Cuộc đời của Morgan là một chuỗi những sự kiện lặp đi lặp lại trong vô tận, một đối tượng nhằm mục đích nghiên cứu không hơn không kém. Mọi việc chỉ hé lộ khi anh ta nhận ra thế giới đang sống chỉ là ảo giác và nó vốn đã chấm dứt từ trước khi mình ra đời. Cái hay của Prey là nó dẫn dắt người chơi qua cách kể chuyện bí ẩn. Morgan Yu mà bạn đang điều khiển vốn đã bị mất trí nhớ, do đó anh ta hoàn toàn không có chút khái niệm nào về việc mình phải làm gì. Tất cả mọi người trong trạm không gian Talos 1 đều đã chết, chỉ còn một mình Morgan cô độc, lần mò theo những chỉ dẫn còn sót lại để tìm ra sự thật về những nghiên cứu ghê rợn mình đã làm bấy lâu nay. Câu chuyện của Gone Home được kể dưới góc nhìn của một cô gái trẻ trở về nhà sau một chuyến đi xa và phát hiện ngôi nhà mà gia đình cô đang ở không còn một ai.
Thông qua việc thu thập các thông tin từ các đồ vật và được đặt rải rác khắp nhà, người chơi sẽ biết được câu chuyện thật sự đằng sau sự biến mất của những người thân của nhân vật chính. Tuy không phải là một tựa game kinh dị, thế nhưng không khí trong game cũng đủ làm cho người chơi phải hồi hộp và có phần căng thẳng bởi bối cảnh thiếu ánh sáng cũng như sự cô đơn giữa đêm tối yên ắng. Mặc dù có thời lượng chơi khá ngắn, nhưng câu chuyện mang đầy tính nhân văn của Gone Home chắc chắn sẽ lấy đi không ít nước mắt của bạn khi game kết thúc. Tương tự như Gone Home, Everybody's Gone to the Rapture, không có những hình ảnh ghê rợn hay những trò jumpscare rẻ tiền thường thấy trong những tựa game kinh dị. Thế nhưng, trò chơi vẫn mang đến cho người chơi một cảm giác hơi ớn lạnh bởi sự vắng vẻ và những yếu tố siêu nhiên bí ẩn trong game. Bạn sẽ vào vai hai nhà nghiên cứu để cùng khám phá ra lý do đằng sau sự biến mất của tất cả mọi người trong một ngôi làng ở nước Anh. Trong quá trình chơi, game thủ sẽ phải thu thập các manh mối cũng như tương tác với những sự vật kỳ lạ để sâu chuỗi các sự kiện và từ đó tìm ra những gì đã thật sự xảy ra tại ngôi làng. Quả thật, cả Gone Home và Everybody's Gone to the Rapture đều là những tựa game thích hợp để chơi trong mùa Halloween nếu như bạn tìm kiếm một trải nghiệm kích thích sự tò mò của bản thân nhưng không quá đáng sợ như các tựa game kinh dị truyền thống. What Remains of Edith Finch nhìn chung có cấu trúc y hệt như Everybody's Gone to the Rapture, với việc đây cũng là một tựa game khám phá theo góc nhìn thứ nhất, với không khí khá u ám. Game nói về Edith Finch, một cô gái đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân tại sao các thành viên trong gia đình mình đều gặp phải những kết cục bi thảm một cách khó hiểu. Giống như Gone Home hay Everybody's Gone to the Rapture, người chơi sẽ có cơ hội khám phá câu chuyện của những người thân của mình thông qua việc tương tác các món đồ khác nhau. Tuy nhiên, điểm khiến cho What Remains of Edith Finch có phần nổi bật hơn so với các tựa game cùng thể loại nằm ở các minigame sử dụng những cơ chế gameplay độc đáo khi đồ vật đó được tương tác. Mặc dù không mang yếu tố kinh dị, nhưng một số câu chuyện trong game vẫn sẽ khiến người chơi cảm thấy đau lòng và suy ngẫm trong một thời gian dài, kể cả sau khi game đã kết thúc. Soma cũng là một tựa game kinh dị với kẻ địch mà bạn không thể chiến thắng. Trong Soma, bạn sẽ vào vai Simon Jarrett, một người tự nguyện tham gia vào một nghiên cứu não bộ mới sau vụ tai nạn giao thông xảy đến với mình. Tuy nhiên, khi đang được chữa trị, một điều bất ngờ xảy ra khiến anh tỉnh dậy trong Pathos 2, một trung tâm nghiên cứu ngầm dưới đáy nước. Nơi đây đang bị chiếm lĩnh bởi lũ robot có hành vi kỳ lạ và những sinh vật nửa người nửa máy đáng sợ. Nhưng may mắn là nhân vật chính nhận được sự giúp đỡ của Catherine, người sống sót duy nhất trong căn cứ này. Mục tiêu của bạn chính là tìm hiểu xem mình đang ở đâu, điều gì đã xảy ra, và hơn thế nữa. Khác với siêu phẩm Alien Colonial Marines của Gearbox, tựa game Alien Isolation là một siêu phẩm không cần dấu ngoặc kép. Nó là một trong những tựa game kinh dị hay nhất trong nhiều năm trở lại đây và có thể khiến cho những game thủ thần kinh thép cũng phải rú lên vì sợ hãi. Trong Alien Isolation, game thủ điều khiển Amanda Ripley và giúp cô tìm kiếm mẹ mình, Ellen Ripley. Các manh mối tìm được dẫn Amanda đến với trạm không gian Sevastopol bị bỏ hoang với vài người sống sót và một con alien lang thang khắp vùng. Đây là kẻ địch duy nhất của trò chơi, nhưng bạn không bao giờ có thể an toàn với nó. Đội ngũ phát triển đã trao cho con alien này khả năng học hỏi hành động của người chơi, nên nó chắc chắn sẽ tìm được Amanda nếu bạn chỉ biết dùng đi dùng lại những phương thức trốn tránh cũ. Amanda chỉ có thể tạm thời đánh đuổi kẻ thù đáng sợ này trong một thời gian ngắn trước khi nó trở lại, nên bầu không khí của game luôn luôn căng thẳng đến rợn người. Được mô tả là tựa game kinh dị góc nhìn thứ nhất mang phong cách hành động lén lút như kiểu Clock Tower hay Hunting Ground, Unholy yêu cầu người chơi dập vai bà mẹ đơn thân Seder đang trên đường truy tìm đứa con mất tích trong một thành phố sắp bị hủy diệt. Nhà phát triển Duality Games tiết lộ rằng mỗi lời thoại cũng như hành động mà người chơi lựa chọn đều mang lại những kết quả khác nhau. Mặc tôi không rõ điều này sẽ dẫn đến kết quả gì, nhưng thông qua trailer cũng có thể thấy được người chơi phải cẩn trọng với thanh sức khỏe thể chất và tinh thần của Cider. Nếu không, cô ta sẽ phát điên và trò chơi có thể kết thúc ngay lập tức.
Đề tài vùng 51 đã trở thành cảm hứng cho biết bao nhiêu tác phẩm văn hóa lấy đề tài người ngoài hành tinh và sự che giấu của chính phủ Mỹ kể từ năm 1947. The Peterson Case là một tác phẩm cũng lấy đề tài này khi kể về câu chuyện của một gia đình bất ngờ bị biến mất không dấu vết để lại tại Roswell, New Mexico. Trong vai một thám tử tư được họ hàng của những người xấu số nhờ vả, bạn sẽ phải tiến hành tìm hiểu xem cuối cùng điều gì đã xảy ra với những người nhà Peterson. Như bao ca khác, điều tra ngôi nhà nạn nhân là một hướng đi mô phạm, nhưng lần này có cái gì đó không ổn với những điều đáng lý ra rất bình thường. Ma quỷ, những linh hồn không siêu thoát, và thậm chí là những bằng chứng cho thấy rằng con người không thuộc về vũ trụ này. Tin tốt là bạn có thể trở thành người quan trọng nhất thế kỷ 21 nếu khám phá ra được những chuyện gì đã xảy ra với nhà Peterson. Tin xấu là bạn có thể ngấm củ tỏi và bốc hơi không dấu vết giống như cách họ đã biến mất vậy. Conarium được xây dựng dựa trên cuốn tiểu thuyết At the Mountains of Madness của tác giả H.P. Lovecraft. Nội dung trò chơi xoáy quanh bốn nhà khoa học đang cố gắng thách thức những giới hạn tuyệt đối của thiên nhiên. Người chơi sẽ điều khiển Frank Gehman, một trong bốn nhà khoa học đang thực hiện cuộc thí nghiệm tại Nam Cực. Tuy nhiên, ông phát hiện ra rằng cơ sở nghiên cứu này hoàn toàn không một bóng người, cũng không có dấu vết gì của các nhà khoa học khác. Gehman sẽ phải khám phá để tìm ra được sự thật đằng sau. Tuy nhiên, sự thật không phải lúc nào cũng dễ dàng chấp nhận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của Mọt Game. Nếu các bạn muốn trao đổi về game hoặc có yêu cầu nào cho những video tiếp theo, các bạn có thể like fanpage Mọt Game và tham gia group gia đình nhà Mọt Game của bọn mình nhé. Ngoài ra, đừng quên Mọt Game sẽ luôn có video mỗi tối vào lúc 7:30. Các bạn nhớ đón xem video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.